Trời ơi, con nào con ấy. Đang mập dữ ta. Nổi trốn. Con kẹt trốn. Ủa, con nào con ấy nó mập. Dính, dính này, dính này. Wow. Dinh nhái vậy. Trời ơi, con nhái bự nè. Đã. Hi, chào cả nhà, lại là mình đây. Thì hôm nay tiếp tục hai anh em với cháu của mình sẽ tiếp tục đi bắt cá sao cả nhà. Nay hai anh em mình với cháu mình sẽ ra ngoài sông lớn, lại là chỗ cũ thôi. Đây. Bắt mình sẽ bắt cá sao ngoài đây. Cả nhà cùng theo chân anh em mình nha. Để coi hôm nay anh em mình có được nhiều hay không. Kiếm một hai con cua được không? Em phải nhái. Nhái cua đi. Nhái kiếm. Nhái không có ăn được con nào hết trơn. Thì giờ đi kiếm. Đó, đó. Có dấu nhái, mình sẽ đi săn dấu nhái nha. Dấu còn rất mới luôn. Lên đây đất cứng quá mà rồi sao? Hay là trên dấu trên xuống vậy? Chỗ này giống dưới lên mà. Sao mà bạn ơi? Gặp được không? Cho chui lỗ chừng nè. Đi mấy trong rồi nè. Con nhái vẫn qua để kiếm nhái này thôi. Con sào nè, con sào đấy nó mập. Ù ù luôn. Con nhái khủng khiếp luôn. To ghê. Con đầu tiên. Nó sao mập ghê á. Na dầm. Trốn thấy mình lên nó chạy ra rồi. Người đã. Đây này. Có lẽ ổn nè. Có con sào phụ nữ không ạ? À? Con nào lấy nó mập. Anh mình thấy rồi kìa. Đó. Ba chụp. Ủa giấy nhỏ sao giấu bự như vậy? Con ừ, giấu bên đó nhỏ còn giấu bên đây bự mà. Nay bắt tổng hợp nữa rồi. Công sao nhái nha. Đầy đủ. Con nha mà chung hai nhái.
Con nhái bự lắm mà sao con nhái này nhỏ. Cái dấu nhái nó xíu đây nè. Nè dấu đây nè. Nè. Không bên đó có dấu kìa. Đây cũng có dấu nè. Cái đó chắc nhảy vào quá. Nhảy qua bên đây nè, nhảy qua bên đây. Trời ơi nó nhảy vô đây nát tan đây luôn. Dưới này hay hay cái dấu dấu đó phải không? Chuột quằn quá, mấy chuột quằn quá. Cậu đó con nào con ấy? Cái mập dưới ra. Nổi trốn. Đi kẹt trốn. Ủa, con nào hôm nay nó mập. Chập mà nó mập dưới này. Vô rồi. Vô này nó trốn. Ít con. Hai con. Kiếm thêm đi. Hai con. Dấu này dấu chuột hả? Cá, dấu cá nhảy. Cá nhảy gì mà dấu nào dấu nấy nó làm gì vậy? Thì chim nhóc cho cháu ạ. Lúng quá. Quá trời lúng luôn. Lúng đi không được luôn á, bởi vậy ở đây nhiều. Nhồi hang hết rồi. Nhồi hang luôn á. Hai em đi ngon đấy các bạn chụp. Hai người. Ấy da da nhà các. Dính dính này dính này. Wow. Dính nhá vậy. Trời ơi con nhái bự nè. Đã. Trời thổi vô ngay nhá cắn nữa. Trời chảy máu luôn. Con này bằng cái con lúc trước rồi đó. Mà bắt đúng chỗ này luôn mới ghê chứ. Chứ sợ thấy cái dấu nó, thấy cái dấu nó nằm đó mà môi chứ dựa lên mà không thấy nó mà nó nằm chui kìa. Bà đã. Hai con thấy ngon rồi đó. Không biết, không thấy. Nhà bà kia á bắt con phải không? Rồi bắt con. Nếm được 12 cá đã con bao nhiêu rồi? À cả nhà. Nhiều đây là dư sức cho một nhà ba người ăn này. Cá bự mà kêu phải chụp. Ở đây đá không à? Cái bờ kè nó bị sạt ra là chỗ đá không ghê quá. Bờ kè trên đây nó sạt xuống cả nhà. Bờ kè mà nó sạt xuống vậy nè, đá gạch không, lưới kẽm B40 đồ đi ê chân hết, chọt chân không còn gì hết. Cẩn thận. Trời ơi.
núi. Cá bự gì nó nuôi cá nhỏ. Biết hai đầu nó chiếu. Nuôi cái đầu từ dời luôn. Nuôi là thoát khỏi. Nuôi cái tình đó, nó nổi tình bùng lên liền không? Dưới nước chim bạc. Nãy giờ anh em mình mới bắt được khoảng chừng 15-20 phút cả nhà. Hiện nãy ra là nước đang đứng, bây giờ bắt đầu nước lớn nữa nè. Mang nước đang cho nước lớn nữa. Thì ở chỗ mình nước không có ròng được luôn, nước cứ ương ương dở dở sao. Xà lan thì bây giờ chạy quá trời trên kia, hụ 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 hai ba chiếc. Bên đây thì làm bờ kè nên ồn, cứ đùng dầm tối ngày. Nước lớn như vậy chắc anh em mình bắt không được bao lâu nữa, chắc 5-10 phút nữa cũng phải lên. Tại vì nước lớn lên là mất bãi hết giáo. Nó lớn nhanh lắm, nhưng mà nó rồng thì không có thấy luôn. Nó rồng thấy bãi xíu là xong. Sau khoảng 10 phút ở trên xuống cầm nha, cầm cá quá trời cả nhà. Lặn luôn quần luôn này. Nhanh bụp bụp nha luôn, đi cam sao lẫn luôn quần mấy con nữa rồi vậy mà tấn bỏ đi nhanh như vậy. Đâu rồi, bắt bãi đó chưa? Chưa, nó chờ lên bãi lại nó không dám bắt. Nha nằm chung đây nè, nằm chung đây là giữa cái đi tính. Còn có con nữa. Nguyên quá trời luôn, còn có con. Cái xúc đầu nào ra, nào có hai đâu. Ủa, có con dừa luôn, nó có con sao. Trời ơi, con dừa. Đang thu thường luôn, không để ý. Trời. Sướng ghê. Thấy nó nhui. Nhui mò rồi. Ờ con nhà. Nó cũng còn nó luôn, nó chui chứ mày. Trọng à. Bãi này quá trời luôn. Nó chui nha, nhui chứ mày. Nó nhui chỗ nào ta? Nhui lắc nhui đưa đậu lên. Nhui đây hả? Ồ cả nhà, cái sông của mình ở đây mà đi. Xà lan là xà lan nấy nè. Giờ này là khoảng 11 giờ trưa cả nhà. Nắng hơi chói, đi xà lan khủng không. Sông này sông nhỏ, lại sông nhỏ nó mà chơi xà lan quá thì to. Bên đây nó sạt lở quá trời, sạt lở bên mình nè. 4 con luôn á, bắt được 4 con rồi, 5 con luôn. Tu quần nè. Bỏ một đống trong tu quần luôn. Con đi được. Con. Trời hên. Trời con nào con nấy nó to. Ủa, con đỡ lộ ruột luôn. Cá đó nguyên thủy đó. Con. Con. Con cá nó bự. Đang tìm mạng lên. Tìm đường lên bờ. Nước giờ bắt đầu lớn rồi. Đừng tấn trên tân, để đây nè, để trên tấn xuống. Trời ơi. Ủa, nói hai con người kia kìa. Vậy vô nó kìa. Đậu đậu trên kia mà nó kìa. Con nó đâu vô nó kìa, mới vô nghe. Đi ngược lại nữa hả? Vô kế bên kìa, ngay cũng vô. Rồi nó sẽ. Hai góc sao sao có góc sẽ ở đây ta. Rồi đặt cái
đó ra ngoài vậy đó. Trời ơi kỳ vậy. Không có, không về. Đây con còn kỳ vậy. Con có cái đó. Con rộng trong. Con có bự lắm. Đó. Nghe tiếng nó trống đó. Con nó bự lắm mà. Cũng vòng trong đó thôi. Cá nữa khôn quá mà. Không chứ nhắc tầng luôn. Nó ngộ. Vậy là nó nằm mép ở đây. Con cá bự lắm. Con cá sao chui vô con cá bự lắm. Này quá không còn kiếm. Không thể. Cái gì vậy? Không thể dài thế ghê không? To. Cá dài có gan. Nhạt quá, nó tiêu rồi. Hết rồi. Quá có hàng đâu. Bóng cụ luôn. Bóng cụ luôn. Này đây con đây con nè. Đây con. Trời con này bự nè. Ok. Hai con. Ủa cái này bòn thôi, không ngại ngách luôn không? Hai con ngại ngách luôn thấy không? Trời ơi. Không dính hả Tân? Đâu không rồi, thấy đầu dính. Quá ai không chứ. Thấy con nào em dính. Cá chui vô đó thì trơn luôn mà. Cá to ghê. Cuối cùng thấy con nào đó. Đào đồng đen ra bắt. Cái sao bắt ra vậy ta? Trọng rồi. Trọng rồi. Bự mấy. Giờ bơi về. Lòng sông. Bắt con bự đây cái trước cái đi. Đâu? Bự đây chú mới chú giỏi. Chú giỏi nè. Nè, cái lỗ mới vòng vòng đây nè. Không biết cái lỗ nào thôi. Không biết lỗ nào. Mới vô cái đợt chà bá. Cá chà bá. Đó. Có con hả? Vô có con hả? Có con à. Ủng ngon, ủng ngon. Ủng càng hãng hãng ra. Trời ơi, còn đâu con vậy? Dọn nhái đâu? Nhái nhảy từ đó. Rồi sao bắt? Bắt giờ nó rất mừng. Vô hàng á chứ đâu bắt được nó. Nhảy lan rồi. Dính nồi, dính nồi. Rồi đâu dồi, đâu dồi. Xuống đây đi, đâu dồi cái này. Cảm đầu nó. Trời ơi, cá chơi trơn. Trời
thất bại. Thất bại gì? Thất dở quá. Cầm vô cái đầu nó rồi sao nó chạy được ta? Cá. Đàng hoàng chui vô mấy lỗ chân đó đó, nó mới quay qua quay lại á. Không, ở trên. Ừ. Coi coi mấy cái lỗ đó. Đó thấy không? Cá chà bá luôn mà. Chưa lỗ chân. Thấy đâu mà. Ba con luôn, ba con chưa ba hai luôn nè. Nước lớn quá cả nhà, nước lớn quá giờ cá nó lên nó chui lỗ chân không chứ nó không có mà chui hang nữa. Bắt ba hàng này ba con cho coi nè. Nó vượt lên chính mình 1 phút 30 giây không? Nè, một em nè. Bự nha. Con này bự hơn đó. Nè, bắt cái con thứ hai nè, một con. Chắc lấy cục đất mém lại hay gì đó. Mém đâu. Coi lại cái. Bắt tiêu. Còn những cá đâu? Rồi lại mất. Đây có con nữa nè. Con ở đây trước nè, nè. Vẫn con ở đây. Con đang chui đường nào rồi? Con dừa gì á? Con sơ. Dừa nó chui đó. Nó chui. Hay thiệt, mò đi ghê không? Con mạnh chưa? Dừa mò vô được cái hang luôn, cái nào rồi đó. Dữ dịch à? Nhui hay á? Nhui. Nó không vô hang mà nó nhui ở ngoài luôn á. Nước lớn giờ làm gì còn hang để cho nó vô. Đây còn hang nữa. Ở đây chứa lên. Đó á. Ở đó chui lên. Ơ con kia chui ra. Trời uổng. Nó không có vô hang. Ok. Mất nữa hả? Dạ. Đâu, ra đến đó luôn. Đó luôn, đi về không? Nhỏ xíu à. Nè, đây. Ok nha. Đẩy con này nè. Con này bự đó. Còn con còn một. Còn có con một về đó. Cái miệng hang nhưng mà nhỏ xíu, ba chồng thấy nó mạnh đâu. Trong hướng này coi. Nói gì hướng này rồi mà thấy không? Chà bá. Rồi, kết thúc. Cuối cùng mình về tới nhà cả nhà ơi. Xin lỗi thằng quái cho cả nhà xem nha. Không sao. Chết hết con nhái rồi. Ủa còn sống, còn sống. Ủa sướng gì vậy nè. Quá trời luôn. Mấy nhà này già thì căng không sao.
này được cả ký à. Này được ký không sao mà. Cá mà mập bự bự không cả nha. Con nào nấy to quá trời luôn. Bự bự không luôn. Sướng ghê. Được hai nhái nữa. Cả ký nói chung là vô đây là rất là ngon luôn cả nhà. Tại hôm nay mình đi trúng nước hay sao á, nếu không trúng nước không được nhiều vậy đâu. Với lại mình đi bắt có được có chút thôi thì nước lớn quá nên bắt không được nữa. Thì nói chung thì thành quả vô đây cũng là ok rồi cả nhà. Thì video của anh em mình cũng xin dừng tại đây nha nhà. Cả nhà thích kênh thì cả nhà ủng hộ cho kênh Hiếu Hiền Vlog nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.